trời ơi các bạn ơi, một chiếc bóng nam kìa các bạn ơi, u là trời. Và bóng nam xuất hiện ở bờ biển thì chắc chắn là 100% là con rùa vương miện nhăn mọi người. Ok, và mình cảm thấy rất là khó thở luôn nha các bạn ơi. Chắc mình xỉu mất quá các bạn ơi, u là trời, tay chân mình run kìa mọi người ơi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Baby. Ok, và ngày hôm nay là ngày mùng 5 Tết rồi các bạn ơi. Đó, chưa nhiều hết Tết là mùng 5 rồi mọi người. Đó, chuẩn bị là các bạn sắp sửa là chuẩn bị đi học lại rồi. Và không biết là bữa giờ Tết là các bạn có nhận được nhiều tiền lì xì không? Đó, cho mình là không ai lì xì cho mình hết đâu các bạn ơi. Đó, các bạn nào mà thương mình thì hãy lì xì cho mình được like, được ký kênh nha. Và đến cái chủ đề video ngày hôm nay thì mình sẽ là tổng hợp những cái ngày đi săn của mình. Đó, đi săn các loại cá băng mới ra nha các bạn. Đó, tại là chuẩn bị là sắp tới là ngày tháng 3 là hết cái sự kiện câu cá băng nha mọi người. Đó, nên là tranh thủ đi săn nha. Đó, và mình sẽ là hướng dẫn các bạn là cách câu các loại cá băng. Đó, và cũng như là câu hai cái con cá hiếm nhất đó chính là con rùa băng và cái con cá heo băng nha mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta có cái gói bốc thăm cầu vòng kỳ lân mới nè. Đó, mình đã có cái con ngựa kỳ lân rồi nha các bạn ơi. Rồi, một cái bàn bếp kỳ lân. Đó, và cũng là hai ngày mình cũng chưa ra cái video nha các bạn. Đấy, tại mình cũng bận là chúc Tết các bạn. Đấy, bận đi chơi Tết mọi người nên mình là chưa có ra video kịp cho các bạn xem. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay là mình sẽ là xuyên vào và chăm ra video cho các bạn xem hơn nha. Đó, u là trời, hôm nay có cái gói mèo đường phố đen mới nè các bạn ơi. Đấy, đủ ba màu đen, màu bi và màu hồng nha các bạn. Đó, u là trời, đây đồn đồ nữ không mọi người ơi, không có cái đồ nam gì cả. Đó, và giá là 99k nha, u là trời. Ok rồi, mình sẽ không mua đâu các bạn ơi, toàn đồ nữ không à. U là trời, không có đồ nam gì hết. Đó, cây gối cây bú thần là 299k nè, chuẩn bị hết hạn rồi. Đó, và chắc chắn là ngày mai chúng ta sẽ là cập nhật thêm gối mới nha mọi người. Ok, còn cái sự kiện kẹt rốt này thì mình đã full hết rồi các bạn ơi. Đó, và còn dư là 3.400 điểm luôn. Đó, mình đã đổ hết quà trong đây rồi. Đấy, chắc là ngày mai mình sẽ là mở cái hộp bốc thăm mèo ở trong này. Đó, 155 xu nha. Đó, mình sẽ để dành về mở hết luôn. Đó, chắc là video ngày mai mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Còn phía video ngày hôm nay thì mình sẽ là tập trung vào cái video câu cá nha mọi người. Đó, quá trình đi săn là 7 loại cá băng của mình. Đó, cho các bạn này chiêm ngưỡng luôn. Ok. Rồi, và ngày hôm nay mình sẽ nhận cái chú gấu ngủ ngon trong gói VIP nha mọi người. Ok, và không biết cái chú gấu này như là thú ôm hay cái gì các bạn. Không biết là cái belo hay là cái gối ôm nữa. Rồi, để mình nhận mình lấy xem nha các bạn ơi. Đó, chứ mình cũng chưa biết cái này công dụng của nó như thế nào nữa. Rồi, để mình mở belo xem nha. À ha, cái này hình như là cái đồ cầm tay, à đồ chơi cầm tay các bạn. Đó, khi ấn vào nó xiền cái chữ good night các bạn ơi, các bạn có nghe không? Đó, chữ good night kìa mọi người. U là trời, khá là dễ thương nha các bạn ơi. Đó, rồi ok. Tại cái gói chủ đề này chủ đề ngủ ngon mà mọi người. Đó, nên nó sẽ có cái chữ good night nha. Đó là chúc ngủ ngon nha mọi người. Ok, và cái con bét ở level 27 thì mình vẫn chưa nhận được nha các bạn. Đó, nói chung là nhắc tới là hơi cay các bạn ơi. Rồi, thôi không sao. Đó, nói chung là để sau thì nhận sau. Còn bây giờ thì mình sẽ là review lại cái quá trình đi săn cá của mình. Đó, săn 7 loại cá băng mới cho các bạn xem nha. Và cũng như là hướng dẫn các bạn là cách câu 7 loại cá băng mới. Và con cá đầu tiên của mình mà săn được đó chính là con cá đá viên đó mọi người. U là trời, rất là cute luôn. Đó, và săn cái con cá này là ở bóng 2 nha các bạn. Đó, trong cái hồ băng ở khu camping nha mọi người. Đấy, cái khu cắm trại nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý là săn bóng 2 cho mình nha. Và mình có một cái lời khuyên dành cho các bạn nào mà chưa săn được cái con cá băng nào thì là các bạn hãy săn mấy con cá này cho mình nha. Đó, mấy con cá đá viên nè. Đấy, mấy con bọ nè các bạn ơi. Đó, mấy con cá cùi cùi nhất mọi người. Đó, các bạn đừng có tập trung vào đi săn mấy con cá như cá heo và cái con rùa nha. Đó, rất mất thời gian luôn. Đó, các bạn hãy săn mấy con dễ dễ này trước đi. Đó, sau đó thì các bạn sẽ là săn mấy con rùa và con cá heo băng kia sau. Nói chung là săn mấy con này rất là dễ luôn, rất là nhanh. Đó, nói chung là tầm khoảng là hơn là 30 phút là các bạn đã săn được một con rồi. Đó, còn hơn nữa là tầm 15 phút là các bạn cũng là câu được một con cá băng đầu nha mọi người. Đây là các bạn câu 7 loại cá của mình nha. Đó, các bạn hãy tập trung là câu mấy cái con cá bóng 1 và bóng 2 trước nha mọi người. Đó, còn bóng 4 với bóng 5 thì các bạn để dành câu sau nha. Đó, ok, đây là cách săn của mình. Còn đây là cái con cá dĩa bồ câu xanh. Đó, và mình đã câu được trong cái hồ khu trung tâm thành phố Downtown nha các bạn. Đó, và cái bóng của nó chính là bóng 2 nha mọi người. Đấy, các bạn sẽ tới cái hồ này nè. Đó, ngay khu trung tâm nè. Các bạn lọc bóng 2 cho mình nha. Họ bạn nào mà cày tiền các bạn có thể là câu hết luôn. Đó, còn các bạn nào mà muốn ra nhanh các bạn câu bóng 2 cho mình thôi. Và tiếp theo là mình đã câu được con cá thần tiên hoa tuyết. Đó, vị trí là ở biển sâu nha các bạn. Các bạn có thể là vô nhà đó ngồi biển sâu. Đấy, và các bạn ở câu ngồi hố xanh cũng được. Và như vậy là mình đã câu thành công là 3 con cá băng nhỏ rồi các bạn. Đó, và mình nhận thêm là 3 cái hồ nha mọi người. Đó, ok, để đựng 3 cái chú cá băng kia luôn. Đấy, và cái mục tiếp theo mình sẽ đi săn 2 con bóng 1 nha các bạn.
một con bọ ở ngồi hố xanh và một con cá nóc ở ngồi thuyền nha các bạn. Đó, và cái bóng của nó là chính là bóng 1. Bây giờ mình sẽ đi săn nha các bạn ơi. Ok, let's go. Và đây cái con cá nóc hoa tuyết, nó 20 bé săn. Đó, và cái câu bóng của nó chính là bóng 1 nha mọi người. Và vị trí của nó là ở ngồi thuyền nha các bạn. Đó, ok. Và cái con cuối cùng trong cái bóng 1, bóng 2 đó chính là cái con bọ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ra hố xanh để mình săn nha mọi người. Ôi giời ơi các bạn ơi, ra hố xanh thì gặp ngay em bóng 5 nha mọi người. Đó, hy vọng mình sẽ lên một em cá nhà tán vương miện nha các bạn ơi. Đó, mình chưa có cá nhà tán vương miện mọi người ơi. U là trời, công nhận cái đợt này thì mình đi câu cá rất là nhiều luôn. Lết. Đó, hy vọng cá nhà tán nha mọi người. Đừng có đứt dây nha. U là trời, rồi thêm một con mực các bạn ơi. Lại là mực không à mọi người. Mực khổng lồ nha. Wow, cuối cùng mình đã câu lên được cái con chân giống khổng lồ băng nè mọi người. U là trời, cái tên gì mà dài thế. Đó, và cái câu của nó chính là câu bóng 1 nha mọi người. Và cái vị trí câu đó chính là ở ngoài hố xanh nha các bạn. Đó, các bạn tới cái hố xanh các bạn câu bóng 1 cho mình nha. Nói chung này cũng rất là dễ lên đó mọi người. Mình câu cái con này tầm là 20 phút nha các bạn. Rồi, như vậy là mình tổng cộng là mình câu được là 5 con nha các bạn ơi. Đó, thấy chưa các bạn? Nhanh chưa mọi người? Để các bạn câu mấy con như này dễ dễ chút cho mình. Đó, còn cái con rùa băng với cái con cá heo băng thì các bạn câu sau cũng được. Đó, để mình nhận mấy cái hồ này chút các bạn ơi. Đấy, hai cái hồ bể cá băng nè mọi người. Size X nha. Đấy, đồ VIP luôn nha các bạn ơi. Ok. Và như vậy là mình chỉ còn là hai con cá băng, nó chính là con heo băng và cái con rùa băng nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ đi săn tiếp nha các bạn. Rồi bây giờ mục tiêu tiếp theo của mình là sẽ là đi săn con rùa băng nha các bạn. Đó, mình cũng là kèm đi săn con cái heo băng nữa. Đó, nhưng mà mình sẽ là ưu tiên tập trung về câu cái con rùa băng trước hơn. Rồi ok, và đây là chiếc bóng 4 của mình. Đó, nói chung là mình khá là đen luôn các bạn ơi. Mình câu không biết là biết bao nhiêu bóng 4 nữa, nhưng mà nó vẫn chưa lên con rùa mọi người ơi. Hy vọng lần này sẽ lên nha. Ú ra trời, một con chi hải tượng nha các bạn. Đó, bóng 4 nha mọi người ơi. Ok, tiếp tục là một chiếc bóng 4 mà mọi người ơi. Rồi, lên. Đó, hy vọng là lên rùa nha. Đó, ok. Lại tiếp tục cái đuôi đỏ các bạn ơi. Mình ớn cái con cái đuôi đỏ này rồi mọi người. Nói chung là bữa giờ mình câu cũng mấy chục con cái đuôi đỏ các bạn. Rồi, cũng lâu lắm rồi mình cũng chưa đi câu lâu như thế này các bạn ơi. Đó, nói chung là bữa giờ mình cũng nghiện câu cá mọi người ơi. Tại lẽ có sự kiện câu cá băng, mấy con cá băng rất là xinh đẹp luôn. Đó, nên mình là quyết tâm đi sang cho bằng được nha mọi người. Lên nè các bạn. U là trời, cái gì đây? Rồi 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 các bạn ơi, cái gì các bạn ơi? Wow, cái gì? Hải mẻ vương miện. U là trời các bạn ơi. Rồi, new luôn mọi người ơi. Đó, nhờ cái đợt là đi săn cá băng là mình có rất là nhiều con cá mới luôn. Đó, quá là VIP luôn mọi người ơi. A few moments later. Wow, các bạn ơi, các bạn ơi. U là trời, một chiếc bóng 5 các bạn ơi. Cứu cứu, help me, ai cứu cho mình với. U là trời, khó thở các bạn ơi. U là trời, mình đang cần rất nhiều oxy nha mọi người. U là trời, bóng 5 các bạn ơi. Đẻ quá. U là trời, nín thở các bạn ơi. Đó, bắt đầu run tay mọi người ơi. Nín thở nè mọi người ơi. Đừng có đứt nha, rồi xấu đớp rồi các bạn. Đớp gì đớp nhiều ấy, ảy đớp rồi lên ha. U là trời, cầu trời lên đi mà. Bóng nam vương miện, rùa vương miện của tôi. Wow, quá là ghê gớm đó mọi người. Rùa biển băng vương miện. Ồ, 85 săn luôn nha các bạn. Rồi, quá là sung sướng đó mọi người ơi. Đó, bây giờ tôi lấy ra tôi khoe chơi nè. Đó, khoe nè các bạn ơi. Đó, mấy người có chưa? Đó, tôi có rồi nha. Đó, ok, quá là đẻ luôn. Đấy, rất là đẹp mọi người ơi. Đó, không uống công mấy ngày nay mình đi săn nha các bạn. Mình rất là tốn thời gian mình đi câu mới được cái con rùa băng này mọi người ơi. Đó, nhưng rất tiếc là chưa có cái con thường mọi người. Đó, mình đang cần cái con thường. Nhưng mà nó cho cái con vương miện thì mình cũng là xin nhận nha. Rồi, ok. Và như vậy là mình đã kết thúc là cái chuyến đi săn hôm bữa của mình. Đó, thì là tổng cộng là mình đã câu được 5 con là bóng 1, bóng 2 rồi. Đó, và một em rùa băng vương miện. Đó, còn cái heo băng thì mình chưa câu được các bạn. Nói chung là rất là hiếm luôn mọi người ơi. Đó, mình câu rất là nhiều bóng 5 luôn nhưng mà vẫn chưa lên mọi người. Đó, nói chung là nhân phẩm của mình nó khá là tệ các bạn. Đó, nhưng mà không sao, lên được cái em rùa vương miện băng là ok rồi mọi người. Nói chung là cũng an ủi phần nào nha các bạn. Chứ mình đang cần mấy con thường thôi. Mình nhận cái hồ băng hả mọi người. Ho, mình cầu bữa quét trời cá tím luôn nha các bạn. Đó, đây là mấy em cá băng của mình nè. Đó, mình sẽ là chân ra nha các bạn. Đó, và mình xin là nhảy phía cho các bạn này mà chưa câu được nha. Đó, mình sẽ là để ở trong cái nhà của mình trân luôn. Đó, hoặc các bạn có thể là vào nhà của mình để câu nha mọi người. Đó, ở trong nhà thì cũng có câu được rùa và câu được cá heo băng nha các bạn.
các bạn sẽ vào nhà mình câu đó. Nói chung là chơi hệ tâm linh nha các bạn, nó nhẹ vía cho mọi người câu luôn. Còn đây là em rùa băng Dương Miễn của mình, nó vừa câu được nha mọi người đó, đem về trưng liền nè ha, quá là đẹp luôn nha các bạn ơi, đấy quá là xịn luôn đó. Không uống công mình là thức hôm thức khuya đi săn nha các bạn. Rồi ok, và như vậy là cái video clip đi săn kéo của mình đến đây đã kết thúc các bạn ơi. Đó, và các bạn thấy hay hãy cho mình một lượt like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình đạt 20k sub nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.